anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi là phải ăn chín uống sôi, sao em cứ quên thế nhỉ? Anh ăn gì để em gọi ạ? Anh ăn gì cũng được, anh dễ ăn ấy mà. À mà này, thịt gà thì đang bị H5N1, còn thịt lợn toàn lợn siêu nạc, nhiều độc tố lắm. Ăn thịt bò ấy chỉ nên ăn bò ta thôi, chứ ăn bò nhập á dễ bị dính bò điên lắm. Còn rau thì ăn ít thôi, rau bây giờ họ phun thuốc trừ sâu nhiều, rửa lại không kỹ, ăn nhiều dễ ngộ độc lắm. Em cho chị xin thêm một cá chép om dưa là được rồi. Vâng. Cá hấp thôi, ăn nhiều dưa dễ ung thư. Tóm lại là tôm hấp với cá hấp đúng không ạ? Anh này, em cho anh thêm một bát cơm trắng nữa. Vâng. Hình như em có điều gì không hài lòng hả? Dạ, không ạ. Mình yêu nhau ngần ấy năm, đã xác định về ở với nhau. Anh đề nghị em phải thẳng thắn. Anh à, em nghĩ chuyện ăn uống... Ăn uống rất quan trọng. Ăn uống ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Mà sức khỏe nó là tiền đề của tất cả. Em hiểu không? Vâng. À, hôm nọ mẹ anh vừa đi xem bói. Em tưởng nhà anh không duy tâm cơ mà. Ừ, nhà anh không duy tâm, nhưng mà bố anh thì lại rất ghét xem bói, nên mẹ phải trốn đi. Anh thì không muốn cho mẹ buồn, thôi thì cứ để mẹ đi cho nó đỡ chán. Thầy nói sao hả anh? Anh thấy mẹ bảo là tuổi của anh với tuổi của em rất hợp nhau, nhưng mà phải trải qua rất nhiều kiếp nạn thì mới có được hạnh phúc. Anh nghe xong thì cười rũ ra. Đi lấy vợ mà cứ như đi thỉnh kinh, kiếp với trả nạn. Không, để đây nhá. À, mẹ còn bảo là năm nay anh sẽ có sự thay đổi về công việc, kiểu như là thay đổi chỗ làm ấy. Đúng là bói ra mà quét nhà giá rác em nhỉ. Anh mê nghề hơn cả người yêu cơ mà, làm gì có chuyện ấy. Thì thế mới bảo là ông thầy bói đấy bói bậy bạ mà. Em gửi anh chị ạ, tôm hấp của anh đây. Cảm ơn em. Thôi, mình tập trung vào chuyên môn đi nhá. Em ăn đi. Em xin ạ. Alo, bố ạ. Dạ, con đang... Alo. Bố nói sao ạ? Dạ. Bố ơi. Alo. Có chuyện gì vậy em? Anh ơi, bố nói đau, em phải về ngay. Để anh đi cùng em. Em ơi, tính tiền cho anh với. Cố chịu được chút nữa nhé. Alo ạ. Dạ vâng, tôi có mặt ngay ạ. Anh ơi, em phải làm thế nào bây giờ? Sao tự nhiên bố lại đau như vậy? Anh ơi, bố mà làm sao thì... Em cứ phải bình tĩnh, để xem bác sĩ khám thế nào đã. Anh nghĩ bố đang khỏe như thế chắc không có bệnh gì nguy hiểm đâu. Anh ơi, nhưng mà em sợ lắm. Bình tĩnh. Ừ.
Anh xin lỗi, anh có việc phải đi ngay. Xong việc anh sẽ điện cho em nhé. Bố ngủ lâu chưa chị? Cũng được một lúc rồi. May mà chỉ chấm xuất huyết, chứ nếu không thì... Đến bây giờ em vẫn chưa hết run đây này. Thế bác sĩ bảo bố phải nằm viện trong vòng bao lâu ạ? Cũng chưa biết chắc được, nhưng ít nhất phải bất động 48 tiếng để cầm máu đã. Có lẽ từ bây giờ, chị em mình phải quan tâm chăm sóc đến sức khỏe của bố nhiều hơn mới được. Bố tham công tiếc việc bỏ sử lên được ý. Để rồi chị xem, lần này ra viện còn lâu bố mới chịu yên ở nhà. Thế nên chị em mình mới phải tính chứ. Bố chỉ thương mỗi chị Tiên thôi. Bây giờ chị Tiên mà nói bố thì may ra... À, chị đã báo chị Tiên biết chưa? Giờ này chắc vợ chồng nó cũng sắp lên máy bay rồi. Bố cũng không nghiêm trọng quá. Chị em mình tự lo thôi, để cho con bé có chuyến du lịch vui vẻ. Vâng, dù sao thì chị Tiên cũng chẳng thích em với bố. Thôi, em về nhà lấy cho bố ít đồ dùng cá nhân. Tính bố thì ưa sạch sẽ lắm, chắc không thích dùng đồ lạ đâu. Vâng ạ. À, nhưng mà một mình chị trông bố liệu có ổn không? Ngày còn bé, chị trông cả Tiên lẫn em đấy. Nhưng mà đấy là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Thế lỡ bây giờ bác sĩ bảo chị đóng tiền viện phí thì ai trông bố? Mà lúc nãy em thấy chị bảo là có cả anh Toàn đến nữa cơ mà. Anh ấy có việc đột xuất nên vừa về trước rồi. Chẳng có lúc nào là em thấy anh ấy bảo không có việc đột xuất cả. Đến em mà đang còn khó chịu, huống hồ là chị Tiên. Thì sống với nhau quan trọng là phải biết thông cảm mà em. Kể ra thì cũng đẹp, đi cùng cũng đến nỗi phải lấy báo che mặt. Sao? Ngắm trộm vợ và cảm thấy hãnh diện lắm à? Anh có phải là đàn ông không đấy hả? Chuẩn men 100%. Chuẩn men mà anh để vợ bụng mang dạ chửa đầy đồ như thế hả? Ai bảo cô tha lôi cho nó lắm vào? Tôi với cô chỉ là vợ chồng hợp đồng thôi. Hợp đồng đã nói là mạnh ai người ấy lo. Tự thân vận động đi. Sao? Thế không đi nữa à? Đang còn sớm, nghỉ đã. Mới này có một tí, đã mệt thế nhở? Gọi cho ai cũng không thấy nghe máy nhở? Alo ạ. Làm gì mà gọi mấy chục cuộc, mới nghe máy thế hả? Thì có ai ở nhà đâu, em bây giờ mới về mà. Bố đâu? Chắc lại đang loay hoay ở chợ gì. Bố mà đi chợ được thì đã tốt. Là sao? À, không có gì đâu ạ. Thế chị chuẩn bị lên máy bay chưa ạ? Chắc chắn là nhà đang có chuyện. Nói nhanh. Thật ra thì... Ok, nói đi. Bố bị... Sao tự dưng người lạnh toát thế này? Hả? Lạnh. Đúng là lạnh lắm. Chắc là bị cảm rồi.
đi vào phòng y tế của sân bay đi. Đấy, đi. Khổ quá, mặt tái nhợt ra như thế này rồi. Nghe lời đi, đừng bướng nữa nhá. Bố, bố bị xuất huyết dạ dày, đang nằm ở viện. Chú Lâm, bố nằm viện nào? Chưa hỏi. Giờ phải về xem thế nào đã. Đi, đi. Không. Lùi lại vài ngày thì có sao đâu. Bố đang nằm viện, bảo cô còn có tâm trí đi chơi à? Tôi cấm anh nhắc đến từ bệnh viện trước mặt tôi nhá. Cô điên thật rồi đấy. Trần đời chưa thấy một đứa con gái nào bất hiếu như cô đâu. Bố đang nằm viện mà nhất định không chịu vào thăm. Anh im đi. Cô muốn thì bay một mình đi. Tôi về. Tôi nói là sẽ bay à? Thế cô đi đâu đấy? Đi về. Đấy, ít ra có thế mới giống con người chứ. Tôi nói là sẽ về nhà, chứ không có ý định vào bệnh viện. Đồ máu lạnh. Em không thích người ta bảo mình là máu lạnh. Ai dám nghĩ như thế? Chồng em. Mà anh ta nghĩ thế cũng không sai, bởi em hoàn toàn không có ý định sẽ vào bệnh viện. Tuy bố không nguy hiểm, nhưng chắc cũng phải nằm viện mất một tuần. Em định không vào lần nào hay sao? Em đã thề là dù có chết cũng sẽ không bao giờ bước chân vào bệnh viện nữa mà. Chị biết chứ. Và chính chị cũng không bao giờ quên được ngày mẹ rời bỏ chúng mình ra đi. Nhưng chuyện này... Thôi đi! Chị đừng nói gì nữa. Con nói cũng chả thay đổi được gì đâu. Chỉ cần nhắc đến hai từ bệnh viện là em đã không thể thở nổi rồi. Bố lúc nào cũng nói là không sao, không sao. Nhưng chị biết, bố rất lo lắng và rất muốn em vào thăm bố. Chị cứ bảo bố là em vẫn đi du lịch. Lúc nãy Khánh vào thăm bố đấy. Cái gì? Chồng em vào thăm bố á? Ừ. Lúc đầu chị cũng không mấy thiện cảm với Khánh, nhưng đến hôm nay thì chị anh thấy ta là... nói gì về em? Khánh nói với bố là em thông minh, em biết điều. Mỗi tội là hơi bắt nạt chồng tí thôi. Bắt nạt? Nói mà không biết ngượng. Thôi, cũng trưa rồi đấy, em mang vào cho bố ăn đi. Mang cái gì ạ? Chẳng phải là em hùng hục từ sáng tới giờ hay sao? Thì dù sao, em vẫn là con của bố mà. Mà chảy máu dạ dày là phải ăn đồ nguội, thậm chí phải bỏ đá vào cơ. Thôi, chị mang vào cho bố đi. Này, hay là hai chị em mình cùng đi nhá. Chị không dụ được em vào đâu. Sáng dậy sớm mệt quá, em lên phòng nằm đây. Con mời bố ạ. Có chuyện gì mà trông con hốc hác thế? Không có gì đâu ạ. Chuyện thằng Toàn đúng không? Con cũng đã quá quen với việc anh ấy bận rồi, có gì mà phải nghĩ đâu hả bố? Nhưng nhìn con, bố nghĩ chuyện lần này nghiêm trọng hơn đấy. Lan này, hãy nói với bố. Bố ơi, từ hôm qua đến giờ anh Toàn tắt máy, con không thể nào liên lạc được với anh ấy. Nó đã bao giờ như vậy chưa? Cũng có khi anh ấy phải đi công tác cả tuần, nhưng lần nào anh cũng nói trước với con một tiếng. Chỉ riêng lần này thì... Hay nó có việc đột xuất? Con cũng nghĩ như vậy rồi, nhưng mà vẫn thấy tủi thân. Lẽ ra anh ấy nhắn cho con một tin nhắn thì... Bố ơi, Liệu anh ấy có gặp chuyện gì không ạ? Con thấy lo quá. Chắc là không có chuyện gì đâu. Con đừng cả nghĩ mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Chắc hôm nay nó sẽ liên lạc với con thôi. Thằng Toàn nó là đứa nghiêm túc mà. Gần đây anh ấy lạ lùng lắm. Con có cảm giác như anh ấy giấu con chuyện gì ấy. Chắc là chuyện công việc thôi. Chứ thằng Toàn nó không phải là đứa dễ thay lòng. 6 năm yêu nhau, chưa bao giờ con có cảm giác bất an như thế này. Bố ơi, con người ta có duyên phận không hả bố?
Có chứ. Nếu không thì làm sao cô con gái xinh đẹp nết na của bố có thể chịu nổi một cái thằng như thằng Toàn khô khan cứng nhắc như thế. Anh Toàn cũng có nhiều ưu điểm mà bố. Ờ thì bố vẫn nói Toàn nó là người tốt mà. Này, hay con thử tạt qua nhà nó xem. Chứ cứ ngồi lẩn thẩn nghĩ ra đủ chuyện như thế này cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu. Con sợ. Nhiều khi giữ ý quá cũng không phải là hay con ạ. Bố tin là con sẽ thoải mái hơn khi biết rõ mọi chuyện. Dạ. Sao dạo này em ngủ lắm thế nhở? Chị. Em vừa bảo gì chị à? Đêm qua chị lại không ngủ à? Sao mắt thầm quầng như con gấu trúc thế kia? Mà hôm nay chị không ra cửa hàng à? Đơn hàng chị cắm xong hết rồi. Cửa hàng một mình Vân bán cũng được. Để chị múc cháo cá chép cho em ăn nhé. Thì có bầu là phải ăn cá chép sống ạ. Sao lại ăn sống? Nấu chín đàng hoàng chứ. Bếp, chị có bật bếp đâu. Chị xin lỗi nhé. Để chị chạy ra kia mua cho em cái gì ăn tạm. Thôi, không cần đâu. Em bắt Lão Khánh đi mua rồi. Còn một tí đồ ăn, em bắt tội Khánh làm gì. Kệ. Em à, cứ phải cháo hành lão ta, cho lão biết thế nào là lễ độ. Mà chị cũng phải thay đổi cách tư duy đi. Chị đừng có biến mình thành nô lệ, lúc nào cũng phục tùng chồng vô điều kiện như thế nữa. Mà sau này, nếu chị lấy ông Toàn, thì cũng bắt ông ấy bỏ ngay cái thói gia trưởng đi. Mà hai người lại cãi nhau đấy à? Em bảo gì cơ? Thì ông Toàn lại gây sự, chèn ép chị chứ gì? Anh chị vẫn bình thường. Chị pha nước cam rồi đây, em mang sang phòng cho bố giúp chị nhé. Vâng ạ. À, mà bố thế nào rồi hả chị? Bố cũng đỡ nhiều rồi. Bố cứ đòi đi làm, còn chị thì muốn bố nghỉ ngơi thêm. Tốt nhất là bảo bố nghỉ hẳn đi chị ạ. Lương thì có mấy đồng đâu mà cứ cố. Người già lúc nào cũng sợ mình vô dụng. Thôi thì cứ để bố đi làm em ạ. Nhưng mà chọn công việc nhẹ nhàng thôi. Tranh luận với người chỉ biết phục tùng, với chịu chuộng đàn ông như chị, mệt thế. Mà nói tóm lại là như thế này nhá. Sau này ai lấy được chị thì như vớ được vàng ý. Còn về phần mình thì chỉ khổ cả đời thôi. Alo ạ. Dạ. Thế hả? Gấp thế cơ hả chị? Được rồi, em sẽ đến ngay ạ. Chào chị. Tiên ơi, chị có giờ dậy gấp, chị phải ra trung tâm đây. Đồ ăn chị chuẩn bị trước rồi, em làm nốt giúp chị nhé. Ừ, chị cứ đi đi. Ê, ăn lại nào. Này, dạ. Sao cả đám cứ nhìn bị ma ám ấy nhở? Gọi đến cái giật thon thót. Cả chị lẫn em. Tại em đang mắc làm việc. Làm việc. Đầy tin nhắn kìa, trả lời đi. Sao chị mua nhiều ô mai thế? Tao mua đâu, Lão Khánh mua đấy. Ui, anh Khánh chiều vợ thế, mua cho chị cả đống ô mai luôn ý. Chuyện. Mà suy cho cùng, hắn cũng ngốc thật. Hỏi thích ăn loại nào, tao bảo tao không biết. Thế là mua ngay cho mỗi loại một hộp. Chị ơi, có phải con trai nếu mà họ đã thích mình thì có phải họ sẽ xoắn lấy mình đúng không? Dạ, đương nhiên. Con trai mà thích á, thì nó sẽ bộc lộ ngay, chứ không giả vờ giả vịt như lũ con gái đâu. Bọn nó sẽ sán đến, rồi liên thoa liên thuyên đủ mọi thứ ý. Kể cũng đúng thật. Mọi đúc kết của tao chưa bao giờ là sai cả. Mà cứ nhìn ông Toàn với bà Lan thì biết. Tình yêu của hai người đấy chỉ là tình yêu dựa trên tinh thần trách nhiệm, chứ không phải là tình yêu máu lửa. Thế chị có hay nói dối không? Thường xuyên. Nhưng chỉ là mấy chuyện vô thưởng vô phạt thôi mà. Này, đàn ông họ mà biết mình nói dối họ, chắc là họ giận lắm nha chị nhở. Rồi, khỏi phải nói.
nổi điên luôn ý chứ. Mà này, mày nói dối ai đúng không? Khai mau. Không có chuyện đấy đâu ạ. Chẳng qua là em đọc cái mục tâm sự trên báo. Tâm sự trên báo? Mày bị dỗi hơi à? Đọc cái đấy làm gì? Vớ va vớ vẩn. Sao? Không, chả ngon cái gì. Mà tôi đang sắp thèm một cơ số món khác rồi đấy nhá. Anh chuẩn bị tinh thần mà mua đấy. Cái gì? Tốt thôi, tôi sẽ về mách bố về việc anh không chăm sóc vợ con chu đáo cẩn thận, để xem anh có bị cắt viện trợ không nhá. Nghĩ cũng thấy tội cho hai đứa, đã không được đi tuần trăng mật mà lại phải ở nhà để chăm bố. Thì lúc khác đi, trẻ cậy cha, già cậy con. Nhưng lúc như thế này thì mới cần đến chúng nó chứ. Này, chính có ba đứa con gái như ông thì lại sướng đấy. Con mời bố mẹ uống nước ạ. Con này. Dạ. Con phải cố gắng ăn nhiều vào. Nuôi con trong bụng dễ hơn là nuôi con ngoài đấy. Phải đủ chất thì đứa trẻ mới khỏe mạnh được. Dạ, mẹ cứ yên tâm đi ạ. Bề này chị Lan ép con ăn suốt. Thế thì tốt rồi. Ông ạ, con bé này nó sợ tăng cân. Nó sợ sau này không lấy lại được vóc dáng. Cho nên đang có bầu mà ăn cứ như mèo ấy. Đấy, con phải chịu khó tự ăn uống vào. Đừng để mẹ chồng phải lo như thế chứ. Con bây giờ ăn nhiều rồi ạ. Tại đợt trước con bị ốm nghén thôi. À, bố mẹ ạ. Đợt này chị Lan với cả MV đều bận. Mà bố con thì chưa bình phục hẳn. Bố mẹ cho phép con ở bên này ít hôm nữa nhá. Người nhà cả, con không việc gì phải khách sáo như thế. Thôi, việc con chăm bố con là đương nhiên rồi. Bố mẹ hoàn toàn ủng hộ. Này con cảm ơn bố ạ. Nếu con cần đi đâu ấy mà Khánh không đưa đi được thì con cứ nói với mẹ, mẹ sẽ bảo tài xế đưa con đi. Vâng, con cảm ơn mẹ ạ. Nhưng chắc là chồng con sẽ thu xếp được công việc để đưa vợ đi thôi. Nhờ mình nhờ. Đúng đấy, mẹ cứ bảo tài xế chuẩn bị tinh thần đi. Dạo này con bận lắm. Anh vào bếp em nhờ một tí. Đi. Bỏ cái máy xuống có được không? Vâng. Kìa, anh chị mời nước đi. Vâng, dạ mời vâng. Ông này, anh có việc gì mà bảo bận hả? Mà tối qua anh làm gì đến khuya mới về đấy? Có việc. Việc mà đến 1-2 giờ sáng á? Anh làm việc với ba hả? Hay nhỉ. Việc ai người ấy làm, liên quan gì mà cha hỏi? Dù sao tôi cũng là... Là gì? À, nhớ rồi. Là đối tác trong bản hợp đồng hôn nhân của chúng ta. Nhưng mà cô vợ hờ ấy, cô đang ghen đấy à? Tôi chưa điên. Tôi không thích anh đi đâu làm gì. Chẳng qua là vì tôi muốn anh phục vụ tôi 24/24 thôi. Thế nghĩa là muốn tôi ăn cùng mâm và ngủ cùng giường đấy à? Đừng có hòng. 24 của tôi ở đây có nghĩa là tôi gọi bất cứ lúc nào anh cũng phải có mặt, hiểu chưa? Alo. Anh chào cưng. Anh đang đi cùng ông bà bố có chút việc ấy mà. Đừng nóng ruột thế, anh đến ngay nhá. Này, anh đi đâu đấy? Bye nhá. Hết giờ cống hiến rồi. Mà này đừng hét to như thế, ông bà bố nghe thấy mất hình tượng. Anh. Con chào mẹ ạ. Về rồi đấy hả con? Dạ vâng. Thế bố con thế nào rồi? Dạ, chúng con cũng muốn bố nghỉ ngơi ít hôm, nhưng mà bố cứ đòi đi làm, nên thôi, chúng con đành chịu bố vậy. Người già ở một mình thì cảm thấy cô đơn lắm, dễ buồn chán trong người. Vâng. Thế chị Mơ đi đâu rồi hả mẹ? Nhà nó cũng vừa có việc, nó xin về rồi, mai mới đến cơ. Biết thế con về sớm hơn để con giúp mẹ. Thôi, mẹ nghỉ ngơi đi, để con giúp mẹ dọn dẹp nhá. Ấy ấy. Dạ. Con mới là người cần nghỉ hơn mẹ. Thôi,
đi lên thôi, gác. Thôi con không mệt đâu, mẹ cứ để con. Mẹ làm ù một tí là xong ngay thôi mà. Nghe lời mẹ đi lên thế đi con. Con lên tắm một chút, có gì mẹ gọi con nhá. Con xin phép. Con bé ngoan quá cơ. Em không được khóc, hãy hứa với anh, em không buồn nữa, em hãy ôm anh thật chặt. Một lần sau cuối, rồi anh sẽ đi. Này, ngậm cái mồm vào đi, con tôi điếc tai rồi đấy. Tối nay nhớ đón em đúng giờ nha. Thôi, không đọc nữa, chuẩn bị ăn cơm đi ông. Thế bà đã gọi chúng nó xuống ăn chưa? Thằng Khánh nó bảo là hôm nay nó đi tiếp khách, nên không ăn cơm. Cái gì? Khách khứa nào? Cái thằng vớ vẩn, cả tuần nay không ăn bữa cơm nào ở nhà cả. Mà bà chiều nó vừa thôi, không khéo hỏng đấy. Hay, thì con nó bận tiếp khách, mình phải thông cảm với con chứ. Mai tôi bảo nó ở nhà ăn cơm. Sắp làm bố đến nơi rồi mà vẫn còn ham chơi, không biết chí thú với gia đình gì cả. Tiên ơi, con làm sao đấy? Sao thế con? Tự dưng con bị đau bụng quá. Thôi chết, đau lâu chưa con? Con đau từ sáng, nó cứ nhầm nhầm kiểu gì ấy. Mà lúc sáng đã đỡ rồi, bây giờ lại bị đau lại. Thôi chết. Bà bảo thằng Khánh lấy xe đưa vợ nó đi khám đi, không thể chủ quan được đâu. Vâng. Bố mẹ con ra ngoài Khánh, một chút đấy ạ. Khánh ơi. Khánh. Sao ạ? Lấy xe đưa vợ đi khám ngay, không thấy nó đau quằn đau quại thế này à? Lạ kỳ nhỉ. Lúc nãy ở trên phòng con có thấy làm sao đâu. Công chúa dẫm phải gai mùng tơi thôi. Không sao đâu, lên nằm nghỉ lát là khỏi mà bố. Khánh. Khánh. Ai dạy mẹ vô cảm thế hả? Lập tức lấy xe đưa vợ mày đi. Thôi con có hẹn rồi, để con gọi taxi nhá. Mày dám. Ông ơi, ông, tôi xin ông, ông ngồi xuống, ngồi xuống. Con đấy con, phụ nữ đang có mang như thế này, đau bụng không coi thường được đâu con ạ. Thôi, con đi lấy xe đi, rồi hai mẹ con mình đưa Tiên vào viện khám. Dạ. Nếu không có chuyện gì xảy ra, thì mẹ với Tiên sẽ đi taxi về. Đi, đi con. Đau lắm không con? Dạ, đau ạ. Có sao không? Bác sĩ nói thế nào? Ôi, chồng hờ mà cũng quan tâm kinh thế. Tôi ấy chỉ quan tâm đến con thôi. Còn cô ấy, ngoài vùng phủ sóng nhá. Chưa khám được. Tại sao? Bác sĩ bảo 9 giờ mới khám. Có vấn đề gì mà phải chờ thế? Ai mà biết được, anh muốn thì vào mà hỏi bác sĩ. Vớ vẩn thật đấy, nhỡ hết cả việc của người ta. Này, cô chơi tôi đúng không? Đấy, thì sao? Cô... Chẳng phải chúng ta đều là những kẻ thích chọc phá và đang cùng tham gia một trò chơi hay sao? Sợ tôi hay sao mà không dám nghe máy? Điên! Gì đấy, anh đang bận. Sao tự nhiên lại đòi đi Đồ Sơn? Cả nhóm á? Thôi hoãn lại đi.
Loanh quanh ở gần đây, xong việc anh qua nhé. Ngoan thì mới đáng yêu chứ. Hôn cái, ngoà. Vào hỏi lại bác sĩ đi, xem khám được chưa. Anh định không về đêm nay đấy à? Cô định kiểm soát tôi đấy à? Xin lỗi, tôi không có trách nhiệm phải nói với cô nhá. Tôi cũng không có nhu cầu quan tâm đến anh. Chẳng qua đập vào tai thì nghe thôi. Với cả bản tính lăng nhăng của anh, tôi còn lạ gì nữa. Ôi, này, vợ yêu của anh đang ghen đấy à? Hả? Tôi với anh đến nửa xu tình cảm cũng chẳng có. Lấy nhau cũng chỉ vì cái hợp đồng. Ghen làm gì cho mệt người. Người chỉ thèm tiền như cô ấy, thì làm gì biết đến tình yêu đích thực. Anh... Dù gì cũng có chung một đứa con, nên cho cô một lời khuyên nhé. Đừng có cú cáo quá. Đàn ông không thích thế đâu. Đàn ông đều như anh, cũng chẳng có gái nào thèm yêu đâu. Nhầm đấy. Này, gái xếp hàng theo tôi một hàng dài trên đường cao tốc luôn, biết không? Thử hỏi xem trên cái đường cao tốc ấy có ai yêu anh thật lòng không? Hay cũng chỉ yêu tiền của anh? À mà quên, chính xác thì là của bố anh. Cô! Anh đi đâu đấy? Đi toilet, có làm sao không? Anh ta là cái quái gì mà mình phải bày trò giữ chân anh ta nhỉ? Ừ, chị đây. Chị không sao. Bảo bố không cần phải qua đâu, mai chị về rồi. Ừ, thế nhá. Hôm nay không tìm được chỗ nào chơi hay sao mà chạy đến đây ăn vạ chị thế? Nhớ chị gái đến thăm, lại bảo là ăn vạ. Đúng lộ ăn uổng. Lấy chồng rồi mà vẫn lẻo mép thế không biết. Em vừa ghé qua nhà, nhưng mà bố đi làm rồi. À chị, có hoa gì lạ không? Tặng chồng à? Ừ, đừng có mơ. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ chồng em. Chị cắm cho em một lãng thật đẹp để về ghi điểm với bố mẹ nhá. Ừ, chị cũng mới nhập được ít hoa, để chị cắm cho. Chị cắm cho em lãng bé bé thôi nhá. Mẹ Khánh là người tốt tính, thương con. Em về đó làm dâu, chị cũng yên tâm. Khó dễ là ở mình tất. Chịu khó lấy lòng một tí thì bà nào chả sướng. Ừ, em khôn ngoan như thế, chị cũng đỡ lo. Chỉ có cái vị vừa hiền vừa tồ, không biết sau này lấy chồng sẽ thế nào nữa. Ui giáo ơi, đành đoảng hậu đậu như nó, vô lo vô nghĩ có khi lại sướng ý. Quan trọng nhất là sau này đừng vớ phải thằng nghèo kiết xác là được. Chị chịu em, câu trước câu sau là nói đến tiền rồi. Đương nhiên, tiền là điều kiện tiên quyết mà lại. À mà này, sao dạo này ông toàn biệt tâm thế? Bố vợ tương lai ốm mà cũng chẳng thấy mặt lấy một lần. Anh ấy đi công tác chưa về? Đi công tác thì cũng có đợt có ngày thôi chứ. Không biết sau này lên chức thì còn bận đến mức nào nữa. Mà chị đừng có lúc nào cũng nhẫn nhịn chịu đựng như thế nữa. Nếu không sau này ông ý tha hồ đè đầu cưỡi cổ chị đấy. Biết có lấy được nhau không? Này, hai người lại có chuyện gì rồi à? Anh chị vẫn bình thường. Em nói thật nhá, nếu cảm thấy có vấn đề gì thì giải tán sớm đi. Cơ hội và thời gian không chờ mình đâu chị ạ. Thôi, em chạy ra lấy cho chị cái bình xịt. Bà đấy à? Ôi, ông về rồi đấy à? Sao hôm nay ông về sớm thế? Đáng lẽ còn có cuộc họp chiều nay, nhưng mà phải hoãn để hôm khác. Chiều nay tôi thấy hơi chóng mặt. Thế à? Ông ngồi xuống đây, để tôi đi lấy cái đo huyết áp cho ông nhá. Thôi thôi, không cần đâu. Trên đường về tôi qua bác sĩ rồi. Huyết áp có tăng, nhưng mà không sao. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút là tốt thôi. Tôi nghĩ
ông cũng nên giao dần mọi việc cho con đi. Bằng này tuổi rồi, sức đâu mà kham mãi được. Làm sao mà yên tâm được khi nó còn đang mải chơi như thế? Nó không lo là vì nó nghĩ ông vẫn còn làm những việc ấy được. Giờ cứ giao hẳn việc ý vào tay nó, nó sẽ phải thay đổi dần đi chứ. Thế con Tiên đâu rồi? Nó xin về thăm bố nó rồi. Lúc nãy tôi gọi điện, nó đang chuẩn bị về. Cái Tiên là đứa ngoan, hiếu thảo. Thấy nó chăm sóc trong Lâm như thế, tôi cứ thấy chạnh lòng. Gia mình có đứa con gái thì... Cái tính con Tiên nó như thế, không phải bố đẻ nó ốm mà nó chăm đâu. Mà ngay cả khi ông ốm, tôi nghĩ là nó cũng sẽ quan tâm. Alo. Mẹ ạ, con Tiên đây. À Tiên hả? Này con ơi, thế bao giờ con về? Giờ này taxi bị cấm đường, nếu đi đường vòng thì xa quá. Mà người con lại đang khó chịu, con xin phép mẹ về muộn một chút nhá. Ừ, thôi cứ từ từ mà về con ạ. Ở nhà mẹ đã hầm gà cho con rồi đấy. Tí nữa về mà ăn. À, Khánh và bố đã về rồi. À, cứ ở yên đấy, để mẹ bảo Khánh sang đón con nhá. Dạ thôi, để con đi xe ôm cũng được ạ. Anh Khánh vừa đi làm về, con sợ anh ý mệt. Không, cứ ở yên một chỗ, mẹ sẽ bảo Khánh sang ngay. Chuẩn bị đi đấy. Mà này, cấm không được đi xe ôm đâu đi nhá. Con Tiền ý, nó sợ thằng Khánh mệt, nó cứ đòi đi xe ôm về ông ạ. Liều không cơ chứ. Chết chết không được. Khánh, Khánh ơi, lấy xe đón con Tiên về. Đi taxi về cho nhanh, còn cháu hành người khác. Ơ hay, giờ này cấm taxi, con không hiểu à? Khánh, bỏ điện thoại xuống. Con chịu khó một chút, vợ thì đang bụng mang dạ chửa, đi xe ôm về không an toàn đâu. Thì đợi hết giờ cấm đường rồi về cũng được chứ sao. Thế đi chơi có ngại không? Động mà làm cái gì là cứ lào bào lào bầu. Mày không đi thì tao đi vậy. Thôi ông ơi, ông cứ ngồi xuống đây rồi tôi khắc bảo nó. Cứ cáu như thế bảo làm sao mà không huyết áp. Khánh, bố đang mệt đấy. Đúng là đồ cáo giả. Mày nói ai đấy? Thì đi xe ôm về cũng được chứ sao. Nó đang giận với con Tiên, ông cái gì cũng vơ vào người là thế nào. Mật dậy. Chỉ chịu em đấy, chưa gì đã trốn về nhà mình ngủ, đến giờ về thì không chịu về. Đã thế, lại còn yêu sách nữa. Kệ chứ, bây giờ vẫn còn hành được, chứ đến lúc đẻ rồi à, thì đừng có mơ. Già néo thì đứt dây đấy. Trước sau gì mà chả đứt. Được lúc nào, biết lúc ấy chị ạ. Chỉ được cái giỏi nói linh tinh thôi. Chị yên tâm, chỉ cần vận dụng bộ não của mình là mọi chuyện sẽ theo ý mình hết. Gớm, may mà hôm nay Khánh nó về sớm, không thì đừng có mà mơ nhá. Tự bắt taxi mà về nhá. Thế là chị không hiểu mẹ chồng em rồi. Về nhà mà không thấy à, mẹ sẽ gọi điện đến công ty bắt lão qua đón em ngay. Vì lão ở công ty có làm cái gì đâu. Trên đời này chắc chỉ có mỗi Khánh nó chịu được em thôi. Trên đời này chắc cũng chỉ có em mới chịu được hắn ta thôi. Ôi, chị Lan kiếm đâu ra anh bạn mền lì vãi, ăn đứt ống toàn đấy. Chị Lan là người đơn giản, chỉ cần yêu thôi là đủ. Còn cô ấy thì ngoài cái vẻ men lì ra ấy, còn phải xem ví tiền của anh ta có dày không. Còn anh ấy thì chẳng được cái gì trong hai thứ đấy cả. Nói mà không biết ngượng mồm. Vậy mà cô vẫn bám theo tôi đấy thôi. Nếu mà không bị anh lừa và chót có bầu ấy thì đừng có mơ. Còn đầy người hơn anh đang xếp hàng dài đợi tôi kia kìa. Thế nào, có định về không? Mấy phút nữa, để xem tình hình anh chị thế nào đã. Đường thì vừa đông vừa tắc, bè hành bè tỏi người ta sang đây đón. Đã có đứng đấy ưỡn với cả em. Tôi có bắt anh sang đón đâu. Mẹ anh sai, anh vẫn có thể từ chối mà. Này, tôi đi guốc trong bụng cô chứ. Chẳng nhẽ cô suy nghĩ gì tôi không biết hay sao? Sao? Cô thừa biết chỉ cần than thở kêu ca là bố mẹ tôi sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của cô. Còn tôi ấy, thì lúc nào cũng ở trong tình trạng không phản kháng lại được.
Trông thế mà cũng thông minh phết nhỉ. Đi đêm lắm có ngày gặp ma thôi. Sẽ có ngày bố mẹ tôi biết được bộ mặt thật của cô. Và cũng sẽ biết sự thật về cuộc hôn nhân của chúng ta. Đến lúc đấy thì anh cũng không thoát khỏi phiền toái đâu. Thực ra tôi thấy anh cũng là học viên có năng khiếu đấy chứ. Quan trọng là do cô giáo giỏi thôi. Ngày mai tôi sẽ dạy cắm hoa về chủ đề tình yêu. Anh làm một lẵng tặng cho Tuyết đi, để làm lành với cô ấy. Con chào bố ạ. Bác ạ. Bố ơi, đây là anh Long, học viên của con ạ. Không dám, chào anh. Vào xem cơm nước thế nào đi Lan. Dạ vâng ạ. Bố tôi vừa đi làm về chắc là mệt nên hơi khó tính. Tôi vô ý quá, đến chơi còn làm mất nhiều thời gian của cô. Thôi tôi đi nhé. Dạ. Con với cậu ta quan hệ như thế nào? Dạ, con đã nói với bố rồi đấy ạ. Chỉ đơn thuần là học viên thôi ạ. Là học viên? Có vấn đề gì ta đến lớp trao đổi. Để anh ta đến nhà làm gì? Là con gái đã có người yêu, gặp gỡ đàn ông khác tại nhà, người ngoài nhìn thấy không hiểu người ta sẽ dị nghị. Con thấy cũng không có gì là quá cả. Cũng như là mấy đứa bạn con đến nhà mình chơi thôi ạ. Là bạn bè thì cũng phải chọn bạn mà chơi. Bố thấy cậu ta không phải là người đàng hoàng. Bố hôm nay khó tính thế. Chị Lan chưa phải là gái đã có chồng thì việc giao lưu, quan hệ với người đàn ông khác có sao đâu ạ. Việc gì phải sợ người này dị nghị, người kia ngó. Nhưng mà từ hôm trước bố thấy nó đi với một đám thanh niên chơi bời, đầu xanh đầu đỏ, phóng xe, gào rú, đánh võng ngoài đường. Bố không muốn Lan nhà mình quan hệ với những đối tượng đấy. Gần mực thì đen, gần đen thì dạng. Nhưng bố chỉ mới nhìn qua, chưa đã tiếp xúc bao giờ đâu mà lại đánh giá người ta không đàng hoàng như thế. Có đầy kẻ, mặt mũi thì sáng sủa, đầu tóc bóng bẩy, nhưng rốt cuộc thì cũng là những gã sở khanh đấy thôi. Đấy là chuyện khác. Còn đây, bố biết chắc chắn rằng cậu ta chơi bời quan hệ với đám thanh niên hư hỏng thì không có lý do gì cậu ta là người tốt được cả. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Còn thì con thấy anh ta chả đến nỗi nào cả. Con nghĩ bố nhầm rồi đấy. Nhầm là nhầm thế nào? Hôm đấy nhá, mấy thằng bạn nó còn suýt lao thẳng vào người bố. Lúc bấy giờ mặt đối mặt, bố đã già đến mức độ nhìn nhầm đâu. Thì kể cả như vậy thì bố cũng đừng quy chụp. Một hội chơi với nhau cũng sẽ có người này người nọ. Khi nào bố chắc chắn thì hãng ngăn cản chị Lan. Tiên này, Khánh đợi lâu rồi đấy. Em về đi không mẹ chồng mong nhá. Đúng rồi. Muộn rồi. Mà chồng đến đón thì phải về ngay chứ. Đừng để nhà chồng phải chờ cơm. Thôi về đi con. Vâng ạ. Con về đây. Thằng Toàn dạo này nó làm gì mà không thấy qua chơi? Anh ấy đi công tác suốt mà bố. Bố định nhắn anh ấy cái gì ạ? Thì cái chuyện hai đứa tính bao giờ cưới. Yêu nhau đến 6 năm rồi mà hai bên gia đình vẫn chưa đi lại để gặp mặt nhau là thế nào? Chuyện ấy tính sau đi bố ạ. Sau là bao giờ? Con gái có thì ổn định gia đình sớm đi để còn sinh con sinh cái chứ. Thế bao giờ nó đi công tác về? Con không biết đâu ạ. Hay. Thì con phải gọi điện hỏi nó chứ. Con là người yêu nó cơ mà. Vâng. Khi nào con điện được con sẽ hỏi anh ấy. Con vào nấu cơm đi ạ. Anh phải đi công tác đột xuất, chưa biết đến bao giờ về. Anh xin lỗi vì đã không đến thăm chú và đón em về. Em tự bắt xe về nhé. Xe ôm em ơi. Đi xe ôm em ơi. Ra đây anh chở. Ra đây anh chở này. Anh gọi bên này cơ mà.
Đi đâu đấy? Ở đây không có taxi đâu. Quay lại đây em chở. Chú ơi, chú có chạy xe ôm không ạ? Có. Đặt đấy để cho ông ấy ăn nốt đi. Em ơi, sang đây anh chở này. Không cần phải trả tiền luôn. Dạ, mày lộc thế nhỉ? Được nhá, vừa bấm rồi. Cô gái xinh đi. Đấy. Hình như xe của tôi nó có vấn đề. Cô cứ ngồi yên để tôi xem phía sau thế nào. Chó, mày một phá bẫy nhỉ? Cô gì ơi, cô gì ơi, tay, cô gì ơi, cô ơi, tỉnh dậy đi cô ơi, này. Hôm nay tao sẽ hóa kiếp mày. Cô gì ơi, này, cô ơi, cô đi, kìa cô, anh một tên là gần, tôi sẽ giết chết anh. Cô an toàn rồi. Hắn ở kia, tôi ở đây. Cô tin tôi đi. Nào, nhá. Đừng im. Nhà cô ở đâu? Để tôi đưa cô về. Không sao đâu. Tin tôi đi. Bình tĩnh lại nhá. Tôi không làm hại cô đâu. Nào, nghe tôi. Nào. Thank you.
Đi cô. Đi. Con đã. Thế còn... Không sao đâu. Hắn tỉnh ngay bây giờ mà. Đi. Cô vào nhà nghỉ đi. Cảm ơn anh ạ. Anh ơi, anh có thể cho tôi biết tên được không ạ? Tên Long. Nhưng để làm gì nhỉ? Thôi, chúc cô đêm nay không mơ thấy ác mộng. Con nhà bố. Anh vẫn còn nhận ra tôi là bố cơ đấy. Bố là bố con, là thần tượng của con. Tại sao con lại không nhận ra cơ chứ? Đứng dậy. Bố bảo sao ạ? Đứng dậy. Đọc cho tôi nghe điều lệnh nội vụ công an nhân dân. Bố muốn nghe điều bao nhiêu ạ? Điều 43. À, những điều cấm với chiến sĩ công an nhân dân chứ gì ạ? Để con nhớ xem nào. À, con nhớ rồi. Không sử dụng chất gây nghiện trái phép. Không uống rượu bia trong mọi trường hợp. Với tình trạng như thế này, anh có còn xứng đáng là chiến sĩ công an nhân dân nữa hay không hả? Nói thật với bố, là con chán cái nghề này lắm rồi. Mày... Chẳng qua là bố cứ bắt, nên con không dám cãi thôi. Mày say quá rồi. Đi vào rửa mặt cho tỉnh táo đi. Con uống nhiều, nhưng mà vẫn đủ tỉnh táo để biết mình đang nói gì. Hôm nay, bố con mình sẽ phải thẳng thắn với nhau. Được. Tôi nghe đây. Con sẽ bỏ việc. Cái gì? Bỏ việc à? Làm công an như bố cả đời, nghèo kiết xác. Con chán lắm. Điên. Mày có điên hay không hả? Con sẽ bỏ nghề. Con sẽ đi buôn. Và con sẽ đi kiếm tiền. Câm. Lý do gì? Lý do gì mà mày thay đổi đến mức này hả Toàn? Là tức nước vỡ bờ. Bố chèn ép con bao nhiêu lâu nay rồi. Con nhịn nhục và nghe theo lời bố quá nhiều rồi. Bây giờ, con muốn sống cho con. Muốn sống cho bản thân con. Mày sống như tao định hướng cho mày. Thì mày cho là nhục nhã hả? Quá nhục. Đã nghĩ kỹ chưa? Đã nghĩ kỹ chưa? Con nghĩ kỹ lắm rồi. Nghĩ kỹ rồi. Thank you.
thôi, việc con đã nộp rồi. Bố ngăn cản con chỉ là vô ích thôi. Mất dạy. Cút. Cút ngay ra khỏi nhà tao. Tao không còn đứa con mất dạy như mày nữa. Nếu tao còn súng, tao sẽ bắn chết mày ngay tại đây. Bố không phải đuổi, con tự đi. Đừng bao giờ vác mặt về đây nữa. Cút. Cháu chào bác ạ. Cháu đến có việc gì? Bác ơi, anh Toàn có nhà không ạ? Nó không còn ở đây nữa. Cháu muốn gặp, đi chỗ khác mà tìm. Bác ơi, thế bây giờ anh Toàn đang ở đâu ạ? Không biết. Cháu còn hỏi gì nữa không? Dạ không ạ. Cháu xin phép bác ạ. Lan, ra đây, bác ạ. Không nói ra thì thôi, nói ra thì như dao đâm kéo cắt, đau lắm cháu ạ. Bác cứ bình tĩnh lại đã, bác đừng suy nghĩ nhiều quá. Hôm qua chắc là anh Toàn say rượu nên mới như vậy thôi bác ạ. Ngần ấy năm, thằng Toàn có bao giờ như thế này đâu. Hay là tại vì nhà bác không lễ lạt đến nơi đến chốn. Mà có muốn cũng chẳng được với ông ấy. Bác trai bác ấy ghét mấy chuyện ấy lắm cháu ạ. Cháu nghĩ thờ cũng là ở cái tâm của mình, cũng không liên quan đến chuyện của anh Toàn đâu bác ạ. Từ hôm qua đến giờ Toàn nó có liên lạc với cháu không? Cháu có gọi, nhưng mà điện thoại của anh ấy cứ tắt suốt. Bác lo lắm. Cháu giúp bác được không cháu? Vâng, cháu sẽ cố gắng hết sức ạ. Bác biết thằng Toàn nó không có nhiều bạn bè, đặc biệt là bạn gái. Bác chỉ trông chờ vào cháu thôi. Cháu hiểu ạ. Bác nhờ cháu, cháu tìm thằng Toàn về hộ bác nhá. Nhưng mà cháu biết tìm anh Toàn ở đâu bây giờ hả bác? Thì bác cũng chẳng biết nó ở đâu mà tìm, nên bác mới phải nhờ đến cháu. Mà ngoài cháu ra thì bác có biết đứa bạn nào của nó nữa đâu. Hay là để cháu đến cơ quan của anh Toàn hỏi xem như thế nào bác ạ. Ôi chết, đừng làm thế, hỏng hết mọi chuyện đấy. Người ta mà biết nó cãi nhau với bố rồi bỏ nhà đi, người ta kỷ luật chết. Cháu đừng làm vậy nhá. Dạ, cháu nhớ rồi ạ. Mà thôi, bác phải vào nhà đây. Đi chợ lâu quá, ông ấy lại vặn vẹo mệt lắm. Bác vào nhá. Cháu chào bác ạ. Cháu ơi, cháu tìm thằng Toàn về hộ bác càng sớm càng tốt cháu nhá. Bác chỉ biết trông cậy vào cháu thôi, giúp bác cháu nhá. Dạ. Bác vào đây. Alo. Có chuyện này, nhưng mà không biết em có nên nói với chị hay không. Em cứ nói đi. Đứa bạn em, nó thấy anh Toàn ôm eo một cô gái đi vào trong quán bar chị ạ. Chị biết rồi. Anh Toàn bảo là phải đi làm nhiệm vụ. Vâng, em cũng nghĩ vậy. Nhưng mà vẫn muốn hỏi xem có phải như vậy không. Nếu không phải thì thôi vậy. Em cúp máy đi ạ. Em chào chị.
em. Đi đâu đấy? Nhiều bỏ à? Vào kia vui bọn anh đi nhá. Thôi đi ông ơi, chồng quê lắm. Ngoài. Thôi, anh ra ngoài một chút cho thoáng. Lúc nào xong thì cứ gọi cho anh. Nhầm người rồi, tránh ra. Đi thôi anh. Cô có làm sao không? Tôi không sao. Vấn đề gì? Chưa chắc anh ta đã xót thương đâu, mà chỉ khổ những người thân của cô thôi. Sao cô lại đến đây? Đây là cửa hàng của tôi. Nếu anh không bận, mời anh vào trong uống tách trà cho ấm bụng. Thôi, tôi đang có chút việc phải đi. Mà sao muộn rồi, cô không về nhà ở cửa hàng làm gì? Tôi còn mấy đơn đặt hàng nữa, chắc là muộn tôi mới về được. Việc gì để mai làm nữa không? Con gái đi về khuya một mình là nguy hiểm lắm. Tôi sẽ cẩn thận mà. Lần trước may mà gặp được anh. Tôi lại nợ anh thêm lần nữa rồi, không biết đến bao giờ mới trả hết được. Làm ơn kiểu này tổn thọ lắm. Tôi chỉ mong là sẽ không gặp cô trong hoàn cảnh này thêm một lần nữa. Người ấy là bạn trai của tôi đấy. Thật sự tôi không thể hiểu được tại sao anh ấy lại có thể thay đổi như thế nữa. Chuyện gì cũng phải bình tĩnh, sẽ có hướng giải quyết. Để kích động như hôm nay là không tốt đâu. Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi cũng sẽ cảm ơn cô nếu cô không tra tấn lỗ tai tôi bằng cái câu ấy. Thôi, tôi đi đây. À, nhớ đừng về quá khuya nhá. Vâng, cảm ơn anh. Đau.
Xin lỗi, cô nhầm người rồi. Đi em. Anh đứng lại. Anh trả lời cho em biết, tại sao anh lại ở đây? Tại sao anh không về nhà? Đã nói cô nhầm người rồi, tránh ra.